Thưa quý vị và bà con, chuẩn bị ao hồ nuôi là một trong những khâu quan trọng trong nuôi tôm, đặc biệt là nuôi công nghiệp. Hiện nay, các trại nuôi, hồ nuôi đang tiến hành cải tạo ao hồ nuôi, chuẩn bị cho mùa vụ nuôi tôm 2015. Trong chuyên mục bàn của nhà nông kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến bà con một số điểm lưu ý trong quá trình cải tạo ao hồ. Tiếp đó, mời bà con theo dõi hướng dẫn mùa vụ nuôi tôm năm 2015 trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Quảng Bình có bờ biển dài với nhiều bến bãi, cửa sông, vùng bãi triều, mặt biển rộng, nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên phong phú, đa dạng, là tiềm năng phát triển kinh tế thủy sản trên các lĩnh vực khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản ngọt, mặn lợ. Những năm gần đây, khai thác thế mạnh của địa phương, nhiều công ty, hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi tôm ở cả vùng mặn lợ. Rút kinh nghiệm từ nhiều vụ tôm thất bát, hiệu quả không cao, hiện nay nghề nuôi tôm ở Quảng Bình đang thu được những kết quả khả quan. Bên cạnh những công ty nuôi tôm có quy mô lớn như công ty cổ phần Đức Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Thành Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hương, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn kiện thiết hạ tầng, học hỏi kỹ thuật nuôi tôm để đạt được hiệu quả cao. Ông Lưu Văn Phúc, thôn 7, xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch có trên 5,5 hectare ao hồ nuôi tôm, trong đó có 4 hồ nuôi quảng canh và 2 hồ nuôi công nghiệp diện tích 1 hectare. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi tôm thành công, ông Lưu Văn Phúc coi việc cải tạo ao hồ là khâu quan trọng để hạn chế dịch bệnh xảy ra và nâng cao năng suất tôm nuôi. Mục đích của việc chuẩn bị ao là làm cho nền đáy sạch, chất lượng nước thích hợp và ổn định, ngăn ngừa hạn chế mầm bệnh cũng như các loài sinh vật dịch hại xâm nhập và phát triển. Qua cái kinh nghiệm sản xuất 7 năm về nuôi trồng thủy sản thì tôi thấy các cái bước xử lý ao hồ thì bước đầu phải sau khi nuôi xong mình phải xả hồ khô, phơi hồ khô. Khi nào thấy mặt hồ đã trắng thì tiến hành rắc vôi. Rắc vôi xong rồi mình cày để úp cái vôi đổ xuống, tăng cái độ phì cho đất. Đấy. Sau đó thì mình dùng chọn cái nước tốt để mình bơm cấp nước vô hồ. Cấp nước vô hồ thì phải cấp qua lô hồ lắng, lắng lọc xong mới đưa vô hồ nuôi. Đưa nước vô hồ nuôi xong thì mình tiến hành là xử lý bằng là chlorine hoặc là aqua, BKC, tất cả các tùy theo điều kiện của các hồ để nuôi. Nhưng mà tôi bản thân tôi có kinh nghiệm thì aqua là xử với liều lượng theo hướng dẫn. Xử lý xong khoảng đầu 10 ngày, 7 đến 10 ngày thì tiến hành là gây màu. Gây màu khi nào màu có đủ đảm bảo được độ màu, độ trong của nước theo kỹ thuật cho phép thì mình tiến hành là thả giống. Theo kinh nghiệm của nhiều hồ nuôi tôm, nên tiến hành cải tạo vào thời điểm tạt cạn ao nuôi sau khi thu hoạch 1 đến 2 ngày. Trường hợp tạt nước để phơi tại ao lâu ngày thì các loài vi khuẩn thuộc hóa chất có trong mùn bã thẩm xuống nền đáy ao, từ đó rất khó cho việc gây màu nước ao nuôi trong giai đoạn tôm đạt 1 đến 2 tháng tuổi. Sau vụ nuôi cần vẽ sạch lớp bùn dơ ở đáy ao, vì đây là lớp đất chứa nhiều chất thải, hóa chất và mầm bệnh của vụ trước, gia cố lại bờ bao, cống bồng. Sau đó bơm nước vào ao nuôi ngâm từ 1 đến 2 ngày rồi tháo nước ra. Thực hiện tháo nước 2 đến 3 lần rồi mới lấy nước vào ao nuôi. Lưu ý, ao lắng cũng cần được rửa như ao nuôi. Đối với ao mới, sau khi đầm được nén, bơm nước vào ao ngâm từ 2 đến 3 lần, sau đó cho xe ủi đầm lại, gia cố bờ ao kỹ để tránh hiện tượng rò rỉ. Nước được bơm vào ao chứa lắng khử trùng bằng chlorine liều lượng 300 kg trên 1.000 m³ nước. Sau 7 đến 10 ngày tùy theo điều kiện thời tiết mới lấy nước vào ao nuôi qua tủy lọc với độ sâu thích hợp để gây màu. Ngoài ra còn có một số loại hóa chất thường dùng để sát trùng ao nuôi như BKC, iodin, vitcon A nên dùng theo liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên nhãn mác bao bì. Trong thời gian nuôi thì trước hết là chúng ta là cái xả hồ
rồi phơi khô rồi bón vôi rồi cái bừa xong thì bắt đầu mới là coi như là bơm nước vào hồ lắng diệt khuẩn xong thì mình đưa vào hồ nuôi diệt khuẩn lại lần nữa trong hồ nuôi, nên là khi nên mình gáy mao xong thì mình kiểm tra cái độ pH hoặc về độ kiềm lại, nếu như vừa được khoảng độ tầm 10 tầm 5 là chúng ta sẽ dòng chính thuộc xử lý. Thì thông thường thì tôi thì diệt bằng BKC về là của tầm 10 hay lưỡi đó, còn trong quá trình nuôi thì tùy theo độ để mình sử dụng thuốc. Cải tạo ao hồ thì khi mình đã quan trọng nhất là khi bắt đầu trước hết mình thả giống là phải kiểm tra cho được cái độ pH, nếu như pH mà được tầm 10 rồi nữa thì mình mới thả giống, nhưng còn chưa thì mình cũng phải điều chỉnh lại là khi nó mới thả thả được giống. Khi lấy nước vào ao nuôi từ ao lắng, người nuôi nên sử dụng túi lọc vải KT. Mực nước ứng cho các loại hình như sau. Ao nuôi công nghiệp, mức nước lớn hơn 1,3 mét. Đối với loại hình nuôi tôm Quảng Canh cải tiến, độ sâu mực nước lớn hơn 40 cm. Sau khi lấy nước, tiến hành tiêu diệt mầm bệnh như vi khuẩn, virus, nguyên sinh động vật và nấm có trong nước ao nuôi. Nuôi tôm ở Quảng Bình hiện nay á, thì đang phát triển ở hai cái dạng. Đấy. Một là nuôi tôm trong ao đất vùng nội đồng, và hai là nuôi tôm trong ao vùng trên cát ven biển. Mặc dù trong những năm gần đây á, thì sở cũng đã ban hành cái quy trình và cái phương án nuôi bền vững hiệu quả để quảng cáo cho bà con, hướng dẫn bà con từ khâu quy hoạch cho đến khâu cải tạo xây dựng ao hồ nuôi cho đến khâu chọn giống và khâu chăm sóc quản lý môi trường nuôi cũng như là quản lý sức khỏe cho tôm nuôi. Thì như vậy trong quy trình này chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho bà con rất rõ và rất kỹ cái này. Tuy nhiên á, cũng còn nhiều cái nguyên nhân khác nhau, do cái nhận thức còn hạn chế, rồi do thiếu vốn, rồi do thiếu đất đai, nên nhiều cái hộ không làm được cái ao chứa lắng, không làm ao xử lý là do không có đất, chỉ có được vài 3.000 m² gì đấy làm cái ao nuôi thôi, thì không có đất để làm ao chứa lắng và ao xử lý. Đấy, rất nhiều nguyên nhân khác nhau, thì bà con chúng ta cũng không thực hiện theo quy trình đó, và dẫn đến là gì? Là ao hồ vẫn thiếu cái ao chứa lắng và ao xử lý. Nuôi tôm bền vững là mục tiêu tất cả các công ty, các hộ nuôi đều mong muốn đạt được. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm ở Quảng Bình gặp không ít trở ngại khi hướng đến mục tiêu này như chưa chủ động về chất lượng giống, cả vùng nuôi thể kế và đầu tư thiếu đồng bộ, thị trường tiêu thụ không ổn định. Nhiều nơi bà con nuôi tôm còn mang tính tự phát, thiếu quy trình khoa học dẫn đến dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Sự phát triển nhanh của nghề nuôi tôm ở tỉnh ta đi liền với những nguy cơ và rủi ro cao. Chính vì vậy, người nuôi tôm cần kết hợp các biện pháp quy hoạch, cơ sở hạ tầng, tuyển dụng, khoa học công nghệ và môi trường để nghề nuôi tôm thực sự bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và bà con, tiếp theo chuyên mục bàn của nhà nông kỳ này, mời quý vị và bà con cùng theo dõi một số thông tin hướng dẫn mùa vụ thả giống tôm năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình. Về mùa vụ nuôi tôm, để đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh nguy hiểm như bệnh đốm trắng do virus, hội chứng gan tụy cấp tính làm chết tôm, đối với tôm thải chân trắng nuôi ao đất, thực hiện phương châm nuôi tôm một vụ ăn chắc. Những vùng có điều kiện môi trường thuận lợi, tùy theo diễn biến thời tiết trên thực tế có thể chuẩn bị ao nuôi sớm hơn hoặc muộn hơn so với khung lịch thời vụ khoảng 15 ngày, nhưng phải đảm bảo quy trình kỹ thuật. Thời gian bắt đầu thả giống tôm nuôi tính theo dương lịch. Tôm thẻ chân trắng, nuôi trên cát và nuôi ao lọt bạt, thả giống từ cuối tháng 3 đến tháng 9 năm 2015. Nuôi ao đất từ đầu tháng 4 đến tháng 7 năm 2015, để tránh mưa bão. Nuôi tôm vụ đông, những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường ổn định,
thả rộng từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 năm 2015. Tôm sú, nuôi thâm canh và bản thâm canh, thả rộng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015. Nuôi quảng canh cải tiến, thả rộng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015, có thể kết hợp nuôi cua cả nước lợ. Về kỹ thuật chuẩn bị ao hồ nuôi tôm, để hạn chế sự phát sinh dịch bệnh đốm trắng và một số bệnh nguy hiểm mới phát sinh, yêu cầu các hộ nuôi cần làm tốt công tác chuẩn bị ao hồ như sau. Những ao hồ tôm nuôi thường xuyên bị dịch bệnh trong 2 năm gần đây thì nên chuyển sang nuôi đối tượng khác như cá chẽm, cá bổng bớp, cá dìa, cá chim vây vàng. Ao nuôi tôm thẻ chân trắng phải có ao chứa lắng nước cấp khoảng 20-25% so với diện tích nuôi. Ao cần phải được thảo cạn nước, vẹt bớt lớp bùn đáy. Đặc biệt chú ý phải diệt hết cọng cày trong ao. Ao phải có lưới chắn để cọng cày bên ngoài không vào được ao nuôi tôm. Hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao đất tốt nhất nên đầu tư lót bạt bờ và bạt đáy. Nước sử dụng để nuôi tôm phải được đưa vào ao chứa lắng để sát trùng, diệt mầm bệnh trước khi cấp vào ao nuôi. Không sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục cấm, các loại thuốc và hóa chất mới lạ, không rõ nguồn gốc xuất xứ do các đơn vị kinh doanh thuốc chào bán trên thị trường chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để xử lý nước ao nuôi hoặc sử dụng phòng bệnh định kỳ cho tôm nuôi. Công việc xử lý nước, lấy nước vào ao nuôi và gây màu nước nên thực hiện xong mới thả giống. Chọn tôm giống và mật độ thả nuôi. Chọn giống tôm chất lượng tốt, đã kiểm dịch để nuôi nên người nuôi cần chọn mua tôm giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ở các cơ sở sản xuất giống có uy tín. Tôm giống thả nuôi phải có phiếu kiểm dịch. Người nuôi tôm nên test xét nghiệm PCR tôm giống, chủ trồng các loại bệnh tôm nguy hiểm. Mật độ giống thả nuôi tôm thẻ chân trắng chỉ nên thả 80-120 con một mét vuông. Hồ nuôi có trình độ thâm canh cao cũng không quá 200 con một mét vuông, tôm sú không quá 30 con một mét vuông. Chuyên mục bản của nhà nông kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.